Thưa quý vị, trong số các tổ chức đoàn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Thành đoàn Vũng Tàu là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác phát triển đoàn tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước với 19 chi đoàn tính đến thời điểm hiện tại. Đây không chỉ là cầu nối giữa tổ chức đoàn với thanh niên mà còn mang đến một môi trường mới cho thanh niên, tuổi trẻ doanh nghiệp ngoài nhà nước có điều kiện phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong công việc cũng như trong cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Phần lớn lao động ở độ tuổi thanh niên được sự vận động của Thành đoàn Vũng Tàu. Đầu tháng 7 năm nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Nội thất và Xây dựng Kim Thành Phát đã thành lập chi đoàn công ty. Ngay khi thành lập, chi đoàn đã phát động nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất trong đoàn viên. Trong số đó, chi đoàn quy định mỗi tuần một lần đoàn viên sẽ mặc áo đoàn khi làm việc. Điều này đã góp phần đem đến không khí mới, sức sống mới cho hoạt động của công ty, tạo niềm hứng khởi cho tuổi trẻ của đơn vị. Đôi khi những khách hàng mà mới vào công ty thì có thắc mắc một xíu, nhưng mà mình cũng giới thiệu là cái này là quy định công ty em là một tuần là phải mặc một lần. Khi mà mình mặc đồ này mình cảm thấy mình cũng tự tin hơn, vì mình nói chung là mình sẽ có nhiều câu chuyện để nói với khách hàng, tiếp xúc khách hàng nhiều hơn. Giới thiệu quảng bá về công ty mình rất là năng động, rất là hoạt bát. Từ khi thành lập chi đoàn, tuổi trẻ công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vận tải Hùng Thân Vũng Tàu càng được ban lãnh đạo công ty không chỉ tạo điều kiện về thời gian mà còn về kinh phí tổ chức các hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội. Mà nổi bật nhất là thăm tặng quà cho người có công, neo đơn tại địa phương vào các dịp lễ Tết. Được thăm mẹ, được tri ân như thế này thì bên thành đoàn tất cả những cái bạn trẻ và đặc biệt là nhân viên mới thì các bạn rất là vui, và đặc biệt là các bạn hiểu được rồi là cái truyền thống mà tốt đẹp của anh mình là truyền thống nước tương nguồn. Thành phố Vũng Tàu có gần 5.000 doanh nghiệp ngoài nhà nước. Thời gian qua, việc vận động thành lập tổ chức đoàn tại các doanh nghiệp được Thành đoàn Vũng Tàu chú trọng nhằm tập hợp, giáo dục, định hướng cho thanh niên, phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên đối với cộng đồng, xã hội, với công việc được giao. Qua công tác vận động, đến nay, Thành đoàn Vũng Tàu thành lập được 19 chi đoàn trực thuộc. Thì chúng tôi rất là mong muốn sẽ cùng với thành đoàn để chúng tôi có cơ hội được tham gia những cái chương trình liên quan đến từ thiện cũng như là xã hội. Chúng tôi sẽ cố gắng để tham gia vào tất cả các hoạt động của thành đoàn đưa ra để các bạn cho các bạn có thể là phát triển được cái sức trẻ cống hiến cho cộng đồng. Thì các chi đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước với sự ủng hộ của các chủ các doanh nghiệp đã hoạt động hết sức là sôi nổi. Với sự nhiệt tình của các bạn đoàn viên thanh niên dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động an sinh xã hội triển khai về các chi đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước, phối hợp với các đơn vị để tiếp tục xây dựng các chi đoàn mới để góp phần tạo nên cái sân chơi cho đoàn viên thanh niên tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tiếp tục vận động doanh nghiệp ngoài nhà nước thành lập tổ chức đoàn, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có uy tín, năng lực, đa dạng hóa hoạt động của tổ chức đoàn tại doanh nghiệp phù hợp với đặc thù sản xuất kinh doanh, kịp thời biểu dương khen thưởng các tổ chức đoàn, đoàn viên có cách làm hay, sáng tạo, không chỉ cho tổ chức đoàn mà còn tại doanh nghiệp, là giải pháp được Thành đoàn Vũng Tàu hướng tới nhằm thu hút đoàn viên thanh niên tham gia tổ chức đoàn, đồng thời cũng tạo niềm tin đối với các chủ doanh nghiệp. Đây là giải pháp đảm bảo hài hòa lợi ích cho đoàn viên thanh niên cũng như của doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy phong trào đoàn tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước phát triển bền vững hơn.